till I get up. Time is barely on our side. Bếp đàn ông xin kính chào quý vị và khán giả. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Bếp đàn ông. Hôm nay mình sẽ làm một món rất đặc biệt từ cơm nguội mà mọi nhà đều bỏ cơm nguội đi. Đó là bánh cuốn bằng chảo không dính nha mọi người nha. Đầu tiên thì mình có hai lạng thịt heo thăn, mình đem sắc nhỏ và xay chúng ra. Mọi người thích bằm cũng được, xay cũng được nha. Rồi bây giờ thì đã xay xong, mình múc tất cả các hỗn hợp này ra. Mình cho thêm vào đây một ít hành lá để cho thơm nè cả nhà nha. Đó, xong bắt đầu mình sẽ trộn đều nó lên cho tăng thêm cái phần hương vị cho thịt của mình nè. Mình sử dụng ở đây là 50g nấm mèo, mình ngâm với nước lạnh cho nở đều ra, xong cái mình sắt thành sợi rồi băm nhỏ nó như thế này nè. Vì bánh cuốn mà nếu mà có nấm mèo thì rất là ngon nha mọi người, không bao giờ thiếu được cái nấm mèo này nha. Mình có nửa cái củ sắn, bây giờ mình sẽ đi bào sợi như thế này và mình băm nhuyễn chúng ra. Đó, để một lát nữa mình xào chung với nấm mèo và thịt xay thì cái nhân của mình sẽ rất tuyệt vời nha mọi người. Mọi người nhớ, xong rồi mình băm nhuyễn củ sắn thì mình phải vắt nước nó ra hết, vắt cho thật sạch nước nha mọi người nha. Và cái gia vị ướp thịt và xào thịt của mình như sau: mình cho một muỗng cà phê dầu hào, nửa muỗng cà phê bột ngọt và 2 muỗng cà phê hạt nêm cà no, 1 muỗng cà phê đường nè mọi người nè. Nếu mà nhà nào muốn ăn bột ngọt thì cho bột ngọt, không thì cũng không sao nhé. 1 muỗng cà phê tiêu xay. Rồi, kế tiếp là 1 muỗng cà phê dầu mè thơm. Đó, mọi người đổ hết tất cả các hỗn hợp vào đây. Và cuối cùng là 1 muỗng canh nước mắm. Nước mắm ngon hay nước mắm thường gì tùy mọi nhà mình có để sử dụng nha mọi người. Bắt đầu, tiếp theo thì mình trộn đều các hỗn hợp này lên cho nó thật đều với nhau, nó hòa tan với nhau. Đó, mọi người thấy rất là, nhìn rất là ổn nha mọi người nha. Và bây giờ cái phần bột thì mình đã nói như ở trong clip thì mình sẽ dùng nửa chén cơm nguội, tính bằng gram thì mình sẽ bỏ vào phần mô tả cho mọi người cùng tham khảo. Một chén bột năng, một chén bột gạo thì dung và một muỗng ăn canh dầu ăn và một lít nước. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành xay cái cơm nguội này ra nè mọi người. Mình cho tất cả cái cơm nguội của mình vào đây. Nếu tính bằng muỗng ăn cơm thì khoảng chừng 3 muỗng rưỡi gì đó mọi người nha. Một lít nước này thì mình sẽ đổ vào đây một miếng để mình xay cơm nguội của mình cho nó ra nước nha mọi người nha. Chứ còn nếu mà mọi người xay khô thì không được. Đó, bây giờ xay cơm nguội xong thì nó, mọi người thấy nó thật nhuyễn như vậy nè thì mới được nha mọi người. Nó nhuyễn, thiệt nhuyễn luôn. Rồi bắt đầu mình sẽ lượt nó qua bằng cái lượt cho nó giữ lại tất cả các chất cặn của nó. Mình cho tất cả các hỗn hợp bột vào đây luôn, bột năng và bột gạo của mình nè. Đó, cho nó hết vào đó, xong mình đổ tất cả nước còn lại vào trong cái nồi này luôn nha mọi người. Mình đánh cho nó thật đều, cho nó tan, hòa tan hết tất cả bột và cái bột của cơm nguội lúc nãy mình xay đó mọi người à. Sau khi bột đã được mình quậy cho tan đều thì bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Mình quậy đều lên để giúp bánh của mình được nó được lên chảo, nó được sẽ không bị dính nhiều nha mọi người nha. Rồi bây giờ công việc cuối cùng là bắt chảo lên. Ở đây mình có một miếng dầu hành phi, tỏi băm và hành tím gấp đôi lượng tỏi băm. Mình phi cho nó thơm lên, xong lúc đó mình sẽ xào nhân và cái nhân của mình sẽ rất là thơm nha mọi người. Mình cho ít dầu ăn thôi, nhiều quá thì cái nhân của mình nó sẽ ra nước nè mọi người nè. Vì lúc đầu á mình kêu mọi người dắt
cho nước cái củ sắn nó hết là như vậy đó mọi người nha. Bây giờ thì bắt đầu mình xào thôi nè. Mình xào cho tới khi cái phần thịt mình tái tái như vậy nè, là mình bỏ củ sắn và nấm mèo vào được rồi nha cả nhà nha. Mình bỏ tất cả củ sắn và nấm mèo vô. Tiếp tục mình xào nhân nha mọi người. Đây, mình trộn cho thật đều lên. Rồi, khi mà mình nhìn thấy cái củ sắn của mình á, nó đã trong rồi á, thì là lúc đó nó đã chín nha mọi người nha. Thứ nhất, mình thích ăn hành lá. Thứ hai nữa là hành lá sẽ làm cho tăng cái hương vị của cái nhân của mình rất là nhiều luôn á mọi người. Hành lá thơm lắm nha mọi người nha, tùy theo mọi người thích ăn hay không thích. Đó, bây giờ thì mình bỏ tất cả các hỗn hợp lúc nãy á, mình quậy đều tan lên nè. Mình tắt bếp đi nha mọi người. Đó, bây giờ thịt còn rất là nóng nha, mình tắt cứ tắt bếp đi. Xong bắt đầu mình bỏ tất cả các hỗn hợp vào, mình trộn cho thật đều lên nha mọi người nha. Vì mình tắt lửa rồi, mình trộn cái hỗn hợp này thì làm cho cái nhân mình tránh bị ra nước nha mọi người nha. Mình có cái chảo không dính, mình để cho chảo thật nóng, xong mình hạ lửa cho thiệt nhỏ, mình đổ bột vào nè mọi người nè. Tại vì mình cái chảo này của nhà mình nó cái thành hơi bị cao cho nên cũng hơi khó đổ một tí, nhưng mà không sao, vẫn nằm ở trong quyền kiểm soát của mình nha mọi người nha. Mình để cho bột đều hết rồi là mọi người bắt đầu mình đổ ra nha. Mình đổ cái bột này ra ngoài đi. Đó, đổ hết cái bột dư ra ngoài. Mình hạ lửa thiệt nhỏ như thế này thì mình để xuống, đặt cái chảo xuống. Bắt đầu xong mình sẽ đậy nắp lại và để ở trong vòng là khoảng từ 30 giây cho đến 1 phút. Đã được 1 phút rồi, bây giờ mình sẽ dỡ cái nắp ra. Mình cạo cái đường viền của nó cho nó chốc ra. Bắt đầu mình sẽ ụp lên một cái thớt nè mọi người. Rồi thì bây giờ thì bỏ nhân ra và cuộn nó lại thôi. Tay của mình không được khéo nên cả nhà xem video nhớ đừng có cười mình nha. Mình cũng vụng về lắm chứ không có được khéo tay đâu. Mình chỉ rất là thích nấu ăn và chia sẻ cái nấu ăn cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn tất cả mọi người nè. Cuốn nó lại thôi nè. Trời ơi, cái cuốn của mình nó xấu quá xấu mọi người ơi. Không biết cuốn đường nào luôn, cuốn ngược luôn nè mọi người. Thôi kệ không sao, cuốn ngược hay cuốn không ngược gì cũng vào bụng hết nè cả nhà nha. Mình sẽ làm tiếp tục thôi. Bây giờ mình dỡ nắp ra. Đó, mọi người thấy không? Cái bánh của mình á, tuy là nó không có được đẹp nhưng mà nó vẫn là rất là ok nha mọi người nha. Tại vì cái công thức làm bằng cơm nguội này á, thì mình có thấy người ta mọi người đều làm thì rất là ổn nè mọi người. Cái bánh á, nó dẻo, dai và đặc biệt á, là rất là mềm nè mọi người nha. Nếu mà ai muốn thử thì hãy thử tại nhà đi mọi người nè. Rất là ngon luôn, mình nói thiệt, mình ăn qua rồi thì mình rất là thích. Rồi, bây giờ thì bỏ nó lên dĩa nè, được hai cái rồi đó mọi người ơi. Cái sau này thì nó hơi xấu. Tiếp tục thì mình sẽ cuốn tiếp cái bánh thứ ba nè. Đó, cái này có vẻ như là mình cuốn nó sẽ đẹp được đẹp hơn đây. Vì mình thấy nó rất là hấp dẫn nè, rất là đẹp nè. Bánh nó đều đó. Hồi nãy giờ á, tại vì mình để mình quay cho mọi người xem á, cho nên mình quên cái mình cuốn ngược không à mọi người. Đó, mình làm ăn ngược ngạo lắm nha. Ok mọi người nè, cái thứ tư luôn chứ không phải là cái thứ ba nữa nè. Rồi, quá ngon. Bánh cuốn của mình rất là dẻo luôn nè mọi người. Đó, dẻo mà mềm nha mọi người nha. Rồi, mình sẽ cắt bánh cuốn ra. Bánh cuốn này thì mình ăn kèm với dưa leo và giá trụng. Đó, cho vài cọng rau quế cắt nhuyễn vào rất là thơm và ngon nhé mọi người nhé. Nhìn đi mọi người, cái bánh cuốn nó thật là tuyệt vời với một cái công thức làm bằng cơm nguội nè. Bây giờ mình chia sẻ cách làm nước mắm. Thì ở đây mình có nửa chén nước, mình có 3 muỗng ăn canh đường. Nếu cả nhà dùng đường cát vàng thì nó sẽ màu đẹp hơn nhé. 3 muỗng ăn canh nước mắm và mình cho vào 1/3 muỗng muối để tăng cái độ mặn sâu cho nước mắm của mình.
Và mình sử dụng là 3 quả ớt hiểm. Nếu ai không muốn ăn cay thì không cần phải bỏ ớt hiểm vào hoặc là bỏ hột ớt ra nha mọi người nhé. Mình đổ tất cả các hỗn hợp vào đây và mình sẽ có là 4 quả tắc. Mình lấy nước cốt mình cho vào đây luôn nha mọi người nhé. Rồi, cái hỗn hợp này bây giờ thì mình bỏ tất tần tật vào, mình bỏ luôn 4 quả nước tắc vào luôn. Sẽ cho ớt vào luôn. Đây, tại vì mình ăn rất là cay nha mọi người nha, mình thích ăn cay. Ok, như vậy là cái phần nước mắm của mình đã xong. Bây giờ thì chỉ cần là trộn đều lên, đó quậy cho tan sền sệt rồi chấm với bánh cuốn là rất là tuyệt vời. Mọi người nhìn thấy không? Cái bánh cuốn của mình dẻo, mềm và rất là ngon. Đó, mình cho miếng giá vào. À quên nữa mọi người nhé, mình quên bỏ lên đây một ít hành phi, nó sẽ tăng cái hương vị thơm và ăn cái bánh cuốn rất là ngon nè mọi người đó. Hành phi thì mình ai rảnh thì mình tự phi ở nhà, còn nếu mà ai không có thời gian thì mình cứ mua ở chợ cái loại hành phi ngon á mọi người là được nhé. Bye bye mọi người.